Chào các bạn nha, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Đây tại bây giờ mình đang có mặt ở một trong những quán chó quay rất là nổi tiếng ở Lạng Sơn như các bạn nhìn thấy đây. Bây giờ chú đã dàn hết cái màn ra ngoài đây rồi. Bên kia trước chú mới thuê và bây giờ quán chú cái không gian ngồi nó rất là rộng. Bây chúng ta di chuyển ở phía trong nhá. Hôm nay chú quay bao nhiêu con chó đây? Như các bạn nhìn thấy ở trên cái bàn kia thì mình đã thấy đến cho là 1, 2, 3, 4 con chó đã cho ra lò hết rồi. Ngoài ra ở đây chú còn có thêm cả vịt quay nữa bây giờ các bạn nhé. Đây ở phía này là đang cho rồi rồi vào để nướng. Ở phía xa xa như các bạn nhìn thấy chưa? Đang trên lò có hai con chó đang quay. Đấy các bạn nhìn thấy không? Luôn luôn hoạt động hết công suất. Và hôm nay lại là cuối tháng thì phải nói thật sự các bạn nhé. Cuối tháng thì chú bây giờ chú không phải quay 10 con đâu, mà bây giờ phải đến 15 đến 20 con cơ. Và bên này chú có thêm một cái lò quay mới, đó là lò quay đơn. Thank you.
các bạn nhé. Hôm nay mời các bạn cùng anh em mình đi thưởng thức món thịt chó. Hôm nay cuối tuần và anh em không gặp mặt nhau thì thưởng thức món thịt chó. Đây, thịt chó đây thì hôm nay anh chặt cái miếng cổ ấy to chưa? Mẹ ăn miếng này thì chắc là mẹ đấy mồm ấy. Đây nhìn thấy không? Cổ rất là ngon. Thì nước chấm các bạn nhá. Bên này nhìn thấy không? Đây là nước chấm trong bụng con chó này. Ở đây là mắm tôm này, bên cạnh đây là bột canh chanh. Tùy các bạn thích ăn gì nhưng mà mình chỉ có thích ăn cái nước chấm này thôi. Đây. Nhìn rất là ngon. Đó. Cho vào trong ba. Đấy, ngon chưa? Các bạn. Đó. Ăn cái to mới ngon.